Xin chào, đây là video head-on giữa Honda HR-V và Peugeot 2008, hai mẫu xe chạy hay nhất phân khúc crossover hạng B hiện nay và cũng là hai cái tên không quá dễ gặp vì giá bán thực sự là rất cao. Nếu các bạn có một phần ngân sách thoải mái và tìm kiếm những giá trị theo kiểu thăng hoa rực rỡ thì ok, đây sẽ chính là video dành cho bạn. Còn ngược lại, nếu bạn có ngân sách hạn hẹp và tìm kiếm một cái lời giải nào đó theo kiểu là tiết kiệm hơn một chút xíu thì ok, ở GearUp chúng tôi đã có đầy đủ tất cả những video đánh giá với cả loạt mẫu crossover hạng B bao gồm Creta, Seltos, MG ZS, CX-3 và tất nhiên là cả Toyota Cross nữa. Chúng tôi đã để hàng loạt đường dẫn tới các video kể trên ở ngay phần mô tả cũng như là pin comment để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Và nhắc lại không thừa, trước khi bắt đầu nội dung của video này, chúng tôi muốn mời các bạn xem lại một cách rất kỹ lưỡng bài đánh giá đơn với chiếc Honda HR-V và Peugeot 2008. Điểm đầu tiên, cùng là những mẫu xe kiểu chạy lanh lẹ, thú vị, nhưng Honda HR-V mang tới một phần không gian thực sự là rất vượt trội so với chiếc 2008. Mặc dù về mặt kích thước thì hai mẫu xe này không chênh lệch nhau quá nhiều, mẫu xe Nhật hơn đối thủ 5mm ở phần trục cơ sở và có chiều dài tổng thể lớn hơn 85mm. Nhưng không gian về mặt tổng thể của chiếc HR-V đủ thoải mái để tôi nói rằng nó là một chiếc xe 5 chỗ theo diện chỉn chu và các bạn có thể sử dụng nó ở những quãng đường dài. Còn với chiếc 2008 thì quả thật là hàng 2 của nó có lẽ chỉ mang tính chất là ghế tình huống thôi, thỉnh thoảng sử dụng chứ các bạn không thể ngồi đó trong một quãng thời gian quá lâu. Cả 2008 và cả HR-V đều là những mẫu xe có chiều cao tổng thể tương đối thấp ở trong phân khúc, lần lượt là 1550mm và 1590mm, vênh nhau khoảng 40mm, nhưng cái phong cách thiết kế của chiếc HR-V mang tới độ thoải mái hơn rất nhiều. Còn với chiếc 2008 thì bạn sẽ cảm thấy bí bách ở trên đầu ở bất cứ vị trí ghế ngồi nào. Và đây cũng sẽ là điểm chung của cả hai mẫu xe này, vì nếu so sánh với một số chiếc crossover hạng B theo diện to con hiện nay như là Seltos hoặc Creta thì cả hai mẫu xe này đều mang tới cảm giác không được quá thoải mái. Và vì đây là hai chiếc xe ưu tiên cho niềm vui khi cầm lái, thế nên chúng ta buộc phải xét tới những cái thay đổi, những cái khác biệt rất nhỏ ở đây, đó là phần treo cũng như là độ rung ổn của động cơ. Cùng mang tên hệ thống treo MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau, nhưng thực sự là khi ngồi lên hai mẫu xe này các bạn sẽ cảm nhận thấy cái xu hướng lựa chọn tương đối là khác nhau. Chiếc xe Pháp 2008 nghiêng về khía cạnh mang tới sự chặt chẽ và cứng cáp nhiều hơn, còn chiếc HR-V nghiêng về cảm xúc tương đối nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Có lẽ là nó sẽ phù hợp với đại bộ phận người dùng phổ thông nhiều hơn là chiếc 2008. Nếu bạn đã xem kỹ video mà tôi đánh giá chiếc Peugeot 2008 thì tôi cho rằng kiểu chắc chắn và cứng có phần hơi cục của nó khá giống một chiếc Mini. Về phần động cơ thì cỗ máy 1.2 tăng áp trên chiếc 2008 chạy cũng cực kỳ là lực, nhưng độ rung và tiếng ồn của nó thì lớn hơn mẫu xe đối thủ. Và đây cũng là một điểm khiến cho tôi cảm thấy hết sức suy nghĩ, vì có lẽ là sẽ có một cơ số người, ví dụ như tôi, thích cái tiếng máy khá lực của mẫu xe Pháp. Vấn đề đầu tiên đó là sức mạnh đo được ở cốt máy thông thường được trình bày trên những cái bảng thông số kỹ thuật thì không thể nào quyết định hoàn toàn sức mạnh động cơ cuối cùng mà các bạn cảm nhận được ở dưới mặt đường. Còn sau đó thì chiếc HR-V gặp phải một vấn đề khá lớn ở đây, đó là nó có kích thước thì không phải là quá lớn so với đối thủ, nhưng cân nặng thì nhiều hơn đáng kể. Khối lượng nặng hơn tới 154kg của chiếc HR-V khiến cho mức chênh 41 mã lực thực sự là không có quá nhiều ý nghĩa nói về mặt giấy tờ. Còn quay trở lại với phân khúc thì cả HR-V và 2008 đều là những mẫu xe có cỗ máy thực sự là rất quyến rũ. Nó cung cấp cho chúng ta một cái năng lực, một cái sức kéo hết sức là dư thừa và thường xuyên có những pha tăng tốc nhanh toăn thoắt. Đây, hai mẫu xe này sẽ là những cái ví dụ tiếp theo về những chiếc crossover hạng B có thể chạy full tải một cách vô cùng thoải mái bên cạnh khối động cơ 1.4 turbo của chiếc Seltos hay động cơ 1.6 turbo của chiếc Hyundai Kona trước đây. Về phần cảm giác lái thì tôi biết rằng rất nhiều người tìm tới với phân khúc crossover hạng B sẽ không bao giờ quan tâm hoặc thậm chí là chưa từng có trải nghiệm với lĩnh vực này. Tuy vậy thì sự khác biệt của chiếc 2008 và chiếc HR-V đáng được nhắc tới ở đây. Cảm xúc kiểm soát theo kiểu trọn vẹn, lanh lẹ và rất sống động của hai mẫu xe này xứng đáng đặt cho chúng những cái con số giá bán cao hơn hẳn các mẫu xe đối thủ. Phân khúc B thì không chiếc nào được gọi là cách âm tốt cả. Tuy vậy, ở đây chúng ta đề cập tới hai mẫu xe giá bán khá cao và như thế thì cũng tương tự như trường hợp của chiếc Toyota Cross, chúng xứng đáng bị than phiền về độ ồn. Vào thời điểm ra mắt thì Honda họ tuyên bố là mang tới khá nhiều cải thiện về khả năng cách âm cho chiếc HR-V thế hệ mới. Tuy vậy thì sự khác biệt giữa thế hệ mới và thế hệ cũ không đủ tốt để người ta bóc tách đi cái tin đồn về độ ồn rất lớn của mẫu xe này. Sau đó thì có một điểm nhỏ thôi nhưng nó lại có giá trị lớn, đó là với tôi thì những người tiêu dùng bình thường sẽ có những lo lắng rất bình thường. Và như thế thì việc cả HR-V và 2008 là những mẫu xe không mấy phổ biến ở trong phân khúc sẽ tạo ra cho các bạn những cái trở ngại nhất định trong tương lai gần hoặc xa khi muốn bán xe và đổi sang mẫu xe khác. cũng là những mẫu xe thế hệ mới với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Thế nên về cơ bản bây giờ các bạn mua những mẫu như HR-V hay 2008 thì đều tận hưởng được cái cảm xúc theo kiểu là thời trang mới mẻ. Tuy nhiên tôi cho rằng mức độ đắt tiền trong phong cách thiết kế của chiếc 2008 sẽ ghi điểm, đặc biệt là với người mua xe là nữ giới. Sau đó là nói về mặt kích thước, tôi cũng đã chia sẻ rồi, đó là chiếc HR-V thì không phải là mẫu xe quá to con khi đặt cạnh 2008 đâu. Tuy nhiên thì nhờ vào phong cách thiết kế của nó mà khi các bạn quan sát từ xa, cảm xúc về một chiếc xe to con sẽ chiếm ưu thế ở đây. Và như thế thì mẫu xe Nhật sẽ có một chút điểm cộng nếu người đi xem xe xem xét nó dưới góc độ là xe cho cả gia đình. Và tôi trang bị tiện nghi thì HR-V thế hệ này thực sự là một cuộc cách mạng so với chính truyền thống của Honda trong rất nhiều năm trước đây. Nó bây giờ là mẫu xe có trang bị tốt hàng đầu phân khúc crossover hạng B. Để so sánh một chút với đối thủ 2008 thì HR-V đang nhỉnh hơn ở đề nổ từ xa, lẫy chuyển số sau vô lăng và điều hòa tự động hai vùng. Khu vực trang bị an toàn cũng là nơi mà các bạn hết sức khó lựa chọn vì mỗi mẫu xe đều có ưu thế của riêng mình. Chiếc 2008 nổi bật hơn với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, khả năng đọc được biển báo tốc độ và có cảm biến ở phía trước. Còn HR-V thì tốt hơn với tính năng hỗ trợ đổ đèo, Adaptive Cruise Control, có camera quan sát làn và có một tính năng mang tên là đèn phanh khẩn cấp. Điểm lăn tăn cuối cùng về cuộc đối đầu giữa HR-V và 2008 nằm ở giá bán và nguồn gốc nhập khẩu. Honda HR-V là mẫu xe nhập khẩu và có giá bán đắt hơn đối thủ chỉ khoảng 12 triệu đồng. Một con số quá nhỏ trong quy mô những chiếc xe lăn bánh khoảng gần 1 tỷ đồng ở Hà Nội. Thế nên 2008 mặc dù có mác xe châu Âu nhưng sẽ không thực sự có lợi thế khi đặt cạnh chiếc HR-V vì 2008 đang là mẫu xe lắp ráp trong nước. Cuối cùng thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng nếu bạn tìm hoặc xem những video như thế này với kỳ vọng là chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn chiếc xe nào hơn hoặc bạn nên mua chiếc xe nào thì đó sẽ là một kỳ vọng hết sức sai lầm. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin và trải nghiệm thôi, còn quyết định nằm ở trong tay của các bạn. Cảm ơn anh em đã đồng hành và nhớ xem những video mà chúng tôi đang giới thiệu ngay ở trên màn hình. Và hẹn gặp lại ở những video head-on tiếp theo.